Thưa quý vị, trước tâm lý e ngại của nhiều bệnh nhân và người nhà, mỗi khi nhập viện khám chữa bệnh, phải bỏ ra nhiều khoản chi phí để xét nghiệm COVID-19. Nhiều bệnh viện tại Đà Nẵng đã có chính sách giảm giá hoặc là miễn phí toàn bộ chi phí này để giảm bớt gánh nặng cho bệnh nhân cùng gia đình. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, theo quy định, tất cả bệnh nhân cũng như người nhà hỗ trợ chăm sóc khi điều trị nội trú đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time RT-PCR trước khi nhập viện. Đối với những trường hợp cấp cứu cần phẫu thuật gấp sẽ được test nhanh kháng nguyên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong bệnh viện. Và tất cả chi phí xét nghiệm này đều được miễn phí. Mức phí xét nghiệm COVID-19 chỉ được tính với người nhà thứ hai, tức là người chăm bệnh thứ hai vào thay người ban đầu. Khi dịch COVID xảy ra khoảng 2 năm nay, thì không những tất cả các ngành nghề đều kiệt quệ và bệnh nhân đến chăm sóc và điều trị tại bệnh viện cũng kiệt quệ. Thì cái này thì chủ trương của thành phố, của Bộ Y tế cũng như là của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng. Đó chủ trương thì theo đó đúng đắn để giảm thêm áp lực chi phí cho bệnh nhân khi đến khám và điều trị ở đây. Còn đối với một số bệnh viện tư nhân, chi phí xét nghiệm cũng được giảm còn một nửa hoặc chỉ còn 1/3 so với chi phí ban đầu và có sự linh hoạt cho từng trường hợp. Hiện tại thì chúng ta có hai cái nhóm xét nghiệm. Thứ nhất là cái test PCR real time, thứ hai là test nhanh kháng nguyên. Thì tại bệnh viện gia đình chúng tôi đều triển khai đầy đủ hai cái test đó. Và hai cái test này chúng tôi đều có trong danh mục bảo hiểm y tế. Do vậy những bệnh nhân, những khách hàng mà đủ điều kiện để được hưởng bảo hiểm y tế thì chúng tôi vẫn cho hưởng bảo hiểm y tế như quy định của nhà nước. Có một cái nhóm là nhóm bệnh nhân mà chưa đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm y tế thì chúng tôi thực hiện những cái chính sách là hỗ trợ giá. Như bệnh nhân là nhập viện, bệnh nhân thực hiện thủ thuật hoặc là người nhà chăm bệnh tại bệnh viện. Ngoài ra những cái bệnh nhân mà nhập viện nhiều lần hoặc là làm thủ thuật nhiều lần, chúng tôi sẽ giảm giá, có thể là 150 đến 200 ngàn tùy theo cái mức độ mà bệnh nhân làm xét nghiệm nhiều hay là ít. Thực tế trong thời gian qua, nhiều bệnh nhân vì lo ngại dịch bệnh và chi phí xét nghiệm mà đã không đến các cơ sở y tế để điều trị, khiến cho bệnh diễn biến nặng. Việc miễn giảm chi phí xét nghiệm COVID-19 đã phần nào bớt đi những nỗi lo cho bệnh nhân và người nhà. Chứ mỗi lần mà vô xét nghiệm là rất là tốn kém. Thành ra là dân đây cũng thấy xét nghiệm miễn phí bớt là cũng đỡ bớt một phần đó. Ngoài ra, hiện tại, tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đều có đội ngũ nhân viên y tế thực hiện chăm sóc toàn diện và không có thêm khoản phí phụ thu nào. Vì vậy, trừ những trường hợp bệnh nặng bắt buộc phải có người nhà chăm sóc, thì bệnh viện sẽ tuyệt đối không cho người nhà vào chăm bệnh để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.